Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi tiếng Việt lớp 4 tuần 3 trang 25-26 sách giáo khoa. Tập đọc thư thăm bạn. Hòa Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000. Bạn Hồng thân mến, mình là Quách Tuấn Lương, học sinh lớp 4B, trường tiểu học Cù Chính Lan, thị xã Hòa Bình. Hôm nay, đọc báo thiếu niên Tiền Phong, mình rất xúc động được biết ba của Hồng đã hy sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn. Hồng ơi, mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. Nhưng chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba đã xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. Bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và có cả những người bạn mới như mình. Mấy ngày nay, ở phường mình và khắp thị xã, đang có phong trào quyên góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiên tai. Trường mình cũng vừa tổ chức đợt góp đồ dùng học tập giúp đỡ các bạn vùng lũ lụt. Riêng mình gửi giúp Hồng toàn bộ số tiền mình bỏ ống từ mấy năm nay, Hồng nhận cho mình nhé. Chúc Hồng khỏe, mong nhận được thư bạn. Bạn mới của Hồng, Quách Tuấn Lương. Như vậy thì các em đã vừa xem qua bài tập đọc. Rồi bây giờ mình sẽ cùng tìm hiểu. Ở phần chú thích ở đây, xả thân là không tiếc thân mình vì việc nghĩa, quyên góp, vận động mọi người góp tiền của để làm việc nghĩa hay việc ích lợi chung. Khắc phục là vượt qua khó khăn trở ngại. Tiếp theo là phần câu hỏi. Câu 1. Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? 2. Những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng. 3. Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng. 4. Nghiên các tác dụng của những dòng mở đầu và kết thúc bức thư. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng vào để trả lời các câu hỏi này nhé. Câu 1. Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để làm gì? Thì để trả lời được câu hỏi này, các em hãy đọc lại các đoạn từ. Đọc từ đoạn mình là Quách Tuấn Lương cho đến chia buồn với bạn. Thì chúng ta sẽ trả lời là đọc khi mà đọc báo thiếu niên Tiền Phong, Lương biết Hồng bất hạnh bị trận lũ lụt cướp mất ba nên Lương viết thư để chia buồn với Hồng. Rồi tiếp theo câu số 2. Tìm những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng. Thì cái phần này các em sẽ đọc lại kỹ bức thư. Thì những câu cho thấy bạn Lương rất thông cảm với bạn Hồng là: hôm nay đọc báo thiếu niên Tiền Phong, mình rất xúc động được biết ba của Hồng đã hy sinh trong trận lũ lụt vừa rồi. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn. Mình hiểu Hồng đau đớn và thiệt thòi như thế nào khi ba Hồng đã ra đi mãi mãi. Rồi tiếp theo mình qua câu số 3. Tìm những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng. Thì ở đây các em sẽ tìm trong bức thư những đoạn mà Lương khơi gợi trong lòng bạn niềm tin tự hào về cha, khuyến khích bạn noi gương vượt gương cha vượt qua nỗi đau, an ủi cho bạn yên lòng. Thì chúng ta thấy
chúng ta sẽ thấy được những câu ca, những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng. Đó là: hơi gợi trong lòng bạn niềm tự hào về người cha dũng cảm. Là: chắc là Hồng cũng tự hào về tấm gương dũng cảm của ba để xả thân cứu người giữa dòng nước lũ. Rồi khuyến khích bạn noi gương, cha vượt qua nỗi đau. Mình tin rằng theo gương ba, Hồng sẽ vượt qua nỗi đau này. Rồi làm cho bạn yên lòng là bên cạnh Hồng còn có má, có cô bác và có cả những người bạn mới như mình. Đây là những câu cho thấy bạn Lương biết cách an ủi bạn Hồng. Rồi tiếp theo mình qua câu số 4. Nêu tác dụng của những dòng mở đầu và kết thúc bức thư. Thì các em xem lại cái bài tập đọc thì dòng mở đầu chúng ta thấy là Hòa Bình, ngày 5 tháng 8 năm 2000, bạn Hồng thân mến. Đó là phần mở đầu. Rồi phần kết thúc là chúc Hồng khỏe, mong nhận được thư bạn mới của Hồng, Quách Tuấn Lương. Thì chúng ta thấy rằng tác dụng của những dòng thơ mở đầu và kết thúc của bức thư là: những dòng mở đầu bức thư cho biết rõ địa điểm, thời gian viết thư, lời chào hỏi người nhận thư. Rồi những dòng cuối bức thư là ghi lời chúc, lời nhắn nhủ, cảm ơn, hứa hẹn, ký tên, ghi họ và tên của người viết thư. Đó là những cái tác dụng của dòng mở đầu và kết thúc bức thư. Như vậy đến đây thì các em đã cùng cô vừa theo dõi tiếng Việt lớp 4 tuần 3 trang 25-26 sách giáo khoa. Sau khi xem xong, nếu các em thấy hay thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.